Xin chào các bạn, tôi là Phạm Ngọc Khôi. Được sự phân công của bộ môn thì tôi sẽ phụ trách bài cơ quan tạo huyết và miễn dịch. Về đề cương chi tiết của bài này thì tôi sẽ giảng dạy 3 phần. Phần đầu tiên là giới thiệu cho các bạn về đại cương. Phần thứ hai là giới thiệu cho bạn về cơ quan tạo huyết ở trung ương thì gồm có hai cơ quan là tủy xương và tuyến ức. Về cơ quan tạo huyết ngoại vi thì chúng ta sẽ khảo sát 3 cơ quan. Một là hạch bạch huyết, hai là lách và ba là hạnh nhân. Các bạn có thấy không ạ? Một bài nhưng mà chúng ta phải khảo sát tới 5 cơ quan trong cơ thể. Vì thế mỗi cơ quan như vậy là tôi đi khoảng 10 phút. Bây giờ chúng ta đi vào phần đại cương. Các bạn đang được xem đó chính là cái cơ quan tạo huyết trong cơ thể của chúng ta. Thì các bạn thấy đây chính là cái thời kỳ trước sinh và đây chính là thời kỳ sau sinh. Thì thời kỳ trước sinh đó, thì cơ quan tạo huyết của cơ thể đầu tiên đó chính là cái tiểu đảo máu ở cái túi nõn hoàng mà các bạn đã được học trong chương trình phôi thai học. Tiếp theo đó chính là gan, lách, tủy xương. Còn thời kỳ sau sinh thì các bạn thấy là tạo huyết chủ yếu là ở xương, chẳng hạn như xương chày, xương đùi, đốt sống, xương ức hoặc là xương sườn. Vậy các bạn mình hãy nhớ lại là trước sinh thì cơ quan tạo huyết là có ở các cơ quan như là tiểu đảo máu của túi nõn hoàng, gan, lách, tủy xương. Còn trong thời kỳ sau sinh thì chủ yếu được tạo ra ở tủy xương. Chỗ nào được tô màu vàng là cơ quan tạo huyết trung ương là gồm có tủy xương và tuyến ức. Còn chỗ nào được tô màu xanh nước biển là cơ quan tạo huyết ngoại vi. Hai cơ quan này được gọi là hạnh nhân mũi hầu và hạnh nhân miệng hầu. Chúng ta thấy những cái đường màu xanh lá cây đó chính là mạch bạch huyết. Thì trên mạch huyết có các hạch bạch huyết. Lách là cơ quan tạo huyết ngoại vi lớn nhất trong cơ thể. Ở ruột non thì nó có những cái mảng tế bào mà đóng vai trò làm bạch huyết, người ta gọi là mảng Bayer ở ruột non. Cuối cùng đó chính là ruột thừa. Như vậy, màu vàng là cơ quan tạo huyết trung ương và màu xanh là cơ quan tạo huyết ngoại vi. Hôm nay chúng ta sẽ khảo sát tủy xương, tuyến ức, hạnh nhân, hạch bạch huyết, lách. Còn mảng Bayer, ruột thừa thì các bạn sẽ được học trong bài hệ tiêu hóa. Màu vàng trong hình là cơ quan tạo huyết trung ương. Những dấu chấm trong hình là cơ quan tạo huyết ngoại vi. Vậy, cấu tạo của cơ quan tạo huyết là gì? Thì nó sẽ có 5 đáp ứng sau đây. Thứ nhất, mô lưới. Mô lưới là gì? Mô lưới là mô liên kết rất đặc biệt. Mô lưới là mô không có chất căn bản, nó chỉ có hai thành phần thôi, đó chính là tế bào lưới và sợi lưới. Sợi lưới là gì? Sợi lưới là sợi collagen loại 3. Bên cạnh đó nó phải có tế bào gốc và tế bào gốc đó nó phải biệt hóa thành các dòng tế bào khác nhau và các thế hệ khác nhau. Vì thế các bạn thấy máu rất đa dạng bởi vì nó có chứa tế bào gốc. Đặc điểm tiếp theo nữa là mao mạch kiểu xoang. Mao mạch kiểu xoang thì các bạn mình học bài hệ tuần hoàn sẽ hiểu mao mạch đó là gì. Khi tôi dạy đến bài lách, tôi sẽ ôn tập lại cho bạn biết mao mạch kiểu xoang là gì. Là vì sao phải là mao mạch kiểu xoang? Bởi vì mao mạch kiểu xoang là mao mạch không có liên tục, nên lúc đó tế bào máu nó sẽ lợi dụng vào cái chỗ không liên tục đó để trưởng thành và đi vào hệ tuần hoàn. Tiếp theo nữa là nó phải có hệ thống thực bào, đại diện là con đại thực bào để dọn dẹp và tiêu hủy các tế bào máu và phổi. Và cuối cùng, bởi vì đây là có liên quan đến miễn dịch thì nó sẽ liên quan đến tương bào sản xuất kháng thể. Bạn vui lòng tắt micro và đừng làm gián đoạn bài giảng của tôi.
Dạ alo thầy ơi, thầy bị tắt mic rồi ạ. Dạ alo. Chào em. Tôi xin nhắc lại là các bạn nếu mà cứ tắt mic giảng viên thì làm sao mà giảng dạy được ạ? Xin chào các bạn. Xin lỗi em là thầy đã bị tắt mic vào hồi nào ạ? Dạ, thầy mất mic vừa lúc chuyển qua cái slide này thầy. Cảm ơn em. Các bạn đang được coi về xương dài và xương dẹt. Thì xương thì gồm có xương đặc và xương sớp. Thì các tế bào gốc tạo máu đầu dòng có trong tủy xương sẽ nằm ở xương này. Thì các bạn sẽ thấy là ở hai đầu xương thì cái tủy xương được gọi là tủy tạo huyết hay gọi là tủy đỏ. Còn các tủy xương mà ở ống xương thì thường gọi là tủy vàng hay là tủy mỡ. Vậy tủy đỏ khác với tủy vàng chỗ nào? Tủy đỏ thì chứa các tế bào gốc tạo máu đầu dòng, còn tủy vàng thì có chứa thêm cholesterol. Thì các bạn thấy cơ quan tạo huyết trung ương chủ yếu là thực hiện ở tủy đỏ. Nhưng khi nào mà cơ thể mình gặp các vấn đề có trục trặc thì lúc đó tủy vàng sẽ chuyển thành tủy đỏ để giải quyết các vấn đề tạo huyết ở cơ thể. Các bạn thấy là khi bị gãy xương thì chúng ta sẽ bị thiếu máu là bởi vì chúng ta mất đi tế bào gốc tạo máu đầu dòng. Vậy tại sao mà cơ thể luôn luôn có các tế bào máu? Là bởi vì tế bào gốc tạo máu đầu dòng hoạt động theo kiểu là một tế bào mẹ đáng lẽ phải tạo thành hai tế bào con. Đằng này tế bào gốc tạo máu đầu dòng, một tế bào mẹ tạo thành một tế bào con và một tế bào mẹ. Và tế bào mẹ này lại quay lại cái chu kỳ đó để trở thành tế bào mẹ lần thứ hai. Vì thế quá trình tạo máu ở cơ thể người là suốt đời vì cái cơ chế của nó là cơ chế một mẹ tạo ra một mẹ và một con. Vậy cái tế bào con này nó sẽ biệt hóa thành 7 loại tế bào máu trong cơ thể của chúng ta. Các bạn đang được xem về sơ đồ tạo máu thì đây là tế bào gốc tạo máu đầu dòng là đứa con đấy. Nó sẽ có mặt ở trong tủy tạo huyết, tủy đỏ. Thì nó sẽ biệt hóa thành hai dòng. Dòng thứ nhất được gọi là dòng tủy bào và dòng thứ hai được gọi là dòng lympho. Dòng tủy bào thì sẽ tạo thành 6 con, còn dòng lympho thì tạo thành một con. Chúng ta khảo sát 7 dòng này. Dòng thứ nhất đó chính là dòng hồng cầu. Các bạn mình nhớ cho thầy là chữ nào mà có chữ blast thì các bạn dịch là nguyên, còn chữ nào có chữ sai các bạn dịch là tế bào. Như vậy các bạn thấy là proeuroblast mình dịch là tuyền hồng cầu, tuyền nguyên hồng cầu. Sau đó thì nó sẽ phát triển thành tế bào lưới và cuối cùng là trở thành hồng cầu. Tí nữa chúng ta sẽ được khảo sát chi tiết hơn. Dòng thứ hai đó chính là dòng tiểu cầu thì sẽ tạo thành nguyên tế bào nhân khổng lồ, xong rồi tế bào nhân khổng lồ và cuối cùng là tiểu cầu. Các bạn thấy là như vậy là đây là cái tế bào nhân khổng lồ nó sẽ bị vỡ tung và nó sẽ tạo thành 2.000 mảnh vỡ, mỗi mảnh vỡ là một tế bào tiểu cầu. Tiếp theo nữa là dòng nguyên bào tủy thì nó sẽ bắt đầu tạo thành các dòng bạch cầu hạt, lần lượt là bạch cầu ưa basal, bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit. Dòng thứ sáu đó chính là dòng nguyên monobào sẽ biệt hóa thành bạch cầu mono. Bạch cầu mono này khi di chuyển vào mô liên kết thì sẽ chuyển thành đại thực bào. Chúng ta di chuyển qua dòng lympho, tắt micro à. Tế bào gốc dòng lympho sẽ tạo thành nguyên lympho. Các bạn nghe kỹ. Xin nhắc lại là các bạn tắt micro và không chi phối giảng viên. Nguyên lympho bào này sẽ phát triển thành hai dòng. Dòng thứ nhất là những cái tế bào lympho nhỏ thì nó sẽ tách thành dòng T và dòng B. Nói chung nè, các bạn cứ nghĩ cho thầy là tế bào gốc tạo máu đầu dòng là nó có ở tủy xương thì nó tách làm hai dòng. 6 con tế bào máu á sinh ra biệt hóa tại tủy xương, sau đó thì lợi dụng cái mao mạch kiểu xoang đẩy vào hệ tuần hoàn. Còn riêng cái dòng lympho thì khó chịu hơn một chút, sinh ra ở tủy xương nhưng chọn nơi khác để biệt hóa. Nếu như
anh đi về tuyến ức để biệt hóa, gọi anh là T. Còn nếu như anh về các cơ quan tạo quyết ngoại vi, gọi anh là B. Có hiểu hình này không ạ? Như vậy, tế bào gốc tạo máu đầu dòng là tạo ra ở tủy xương. 6 con tế bào máu trưởng thành tại tủy xương đi vào tuần hoàn. Riêng dòng lympho là chọn nơi khác để trưởng thành. Chọn tuyến ức thì gọi là T, còn chọn ngoại vi thì được gọi là B. Hình này nó nghĩa là như vậy. Ngoài ra thì các con bạch cầu lympho mà lớn thì nó sẽ trở thành cái con gọi là tế bào giết tự nhiên. Trong cái hình này các bạn sẽ để ý cho thầy cái chỗ nào mà nó đóng khung đó là cái hoạt chất sinh học. Có nghĩa là sao đây? Chúng ta lấy một ví dụ như cái chất này, cái con này mà nó tạo thành con này mà đóng khung, có nghĩa là nó phải cần cái chất này trong cơ thể thì nó mới tạo ra được. Chúng ta cùng khảo sát. Đây là tế bào gốc tạo máu đầu dòng. Dòng này là dòng tủy bào. Nà, con đầu tiên của dòng hồng cầu là tiền nguyên hồng cầu. Sau đó thì chính là nguyên hồng cầu ưa 3 giờ, nguyên hồng cầu đa sắc, nguyên hồng cầu ưa axit. Và ở giai đoạn này thì nó sẽ tống nhân ra khỏi cơ thể, trở thành tế bào lưới. Tế bào lưới sẽ trưởng thành, trở thành hồng cầu. Đây là đặc điểm của dòng hồng cầu. Và các bạn thấy trong dòng hồng cầu này nó có một hoạt chất sinh học là chất erythropoietin. Chất này được tiết ra từ thận. Vì thế, thiếu máu có thể là nguyên nhân là do suy thận. Khi suy thận thì cái hoạt chất này không được tiết ra và dẫn đến không trưởng thành dòng hồng cầu. Còn ở dòng tiểu cầu thì sao ? Dòng tiểu cầu thì sẽ trở thành con nguyên tế bào nhân khổng lồ. Sau đó thì trở thành con tiền tế bào nhân. Sau đó thì trở thành con tế bào nhân khổng lồ. Và cuối cùng cái con này nó sẽ nổ tung để cho ra 2000 mảnh vỡ. Mỗi mảnh vỡ mình gọi là mỗi tiểu cầu. Chúng ta đã hoàn thành xong dòng tiểu cầu, chuyển sang dòng bạch cầu hạt. Đầu tiên là con nguyên bào tủy. Sau đó thì nó sẽ trở thành con tiền tế bào tủy. Con tiền tế bào tủy thì các bạn sẽ thấy là các hạt trong bộ máy Golgi của nó bắt đầu có chức năng. Thì lúc này nếu như các hạt trong bộ máy Golgi của nó sẽ bắt màu thuốc nhuộm trung tính thì nó chuyển thành con bạch cầu trung tính. Nếu như bắt màu thuốc nhuộm ưa axit thì sẽ trở thành con bạch cầu ưa axit. Và nếu như bắt màu thuốc nhuộm ưa 3 giờ sẽ trở thành ưa 3 giờ. Các bạn để ý cho thầy nè, cái màu sắc của nó đó là tương đương với cái việc mà màu sắc thay đổi khi nhúng giấy quỳ. Màu tím là pH trung tính, màu đỏ là pH axit, còn màu xanh tím là pH kiềm. Vậy khi học môn học mà thấy những cái cấu trúc nào mà nó có màu đỏ thì gọi tên nó là ưa axit, có màu xanh tím đậm thì gọi tên nó là ưa bazơ. Hôm trước có học về cái chất nền xương không ? Chất nền xương màu gì? Màu đỏ. Như vậy chất nền xương là ưa axit. Chúng ta chuyển qua dòng thứ 6, chính là dòng bạch cầu mono. Đầu tiên là nguyên monobào. Nguyên monobào thì trở thành tiền monobào, rồi trở thành monobào. Nhưng mà monobào hay là ở tập sau, khi monobào nó di chuyển vào mô liên kết, nó chuyển thành đại thực bào, lúc đó chức năng của nó mới rõ ràng. Tôi hay nói monobào phim hay là dành cho tập sau. Chúng ta di chuyển vào dòng tủy bào. Khác hẳn với dòng tủy bào thì dòng lympho bào nó sẽ chọn nơi khác để trưởng thành. Nếu như nó chọn tuyến ức thì gọi là T, còn nếu như nó chọn cơ quan ngoại vi thì được gọi là B. Chúng ta cùng khảo sát về đặc điểm của dòng hồng cầu. Đi hết một đoạn luôn thì thấy là thể tích tế bào càng ngày càng nhỏ dần lên. ARN càng ngày càng thấp dần đi, nhưng mà chất lượng của hemoglobin càng ngày càng cao dần. Chức năng của dòng hồng cầu là chức năng vận chuyển oxy. Và các bạn nhớ là hồng cầu lưới và hồng cầu sẽ có mặt trong máu tuần hoàn. Đặc điểm của dòng bạch cầu hạt thì các bạn thấy là các bào tương, các hạt của bộ máy Golgi sẽ bắt đầu bắt màu thuốc nhuộm. Và nếu như anh bắt màu thuốc nhuộm tên gì thì cái bạch cầu đó sẽ tên đó. Nếu như anh di chuyển đến tuyến ức thì được gọi anh là bạch cầu T. Bởi vì tuyến ức có bắt đầu chữ cái là thymus nên là chữ T. Còn nếu như anh di chuyển vào các cơ quan bạch huyết ngoại vi thì anh sẽ được gọi là chữ B.
Lý do mà người ta chọn chữ B là bởi vì lý do của khảo cứu là có một cái túi gọi là túi Busta Farisius ở loài gia cầm, là cái nơi mà tạo ra kháng thể. Thì người ta đã lỡ đặt tên cái túi đó là chữ B theo cái gia cầm. Sau khi mà phát hiện trên người thì thấy là các bạch cầu lympho được trưởng thành ở lách, ở hạch lympho, ở hạch bạch huyết cũng có khả năng tạo ra kháng thể. Và bởi vì lý do đã đặt tên rồi là B nên người ta đặt tên là B. Và tôi vừa chia sẻ với bạn lý do vì sao đặt là T và đặt là B, vì tiếng Ức và túi Busta Farisius. Tiếp theo nữa là tôi xin trình bày với các bạn một vài các tế bào của dòng tạo huyết. Đó chính là con dendritic cell. Con dendritic cell được gọi là tế bào hình sao. Đây cũng là một trong những tế bào được biệt hóa từ dòng lympho. Người ta còn gọi nó là tế bào trình diện kháng nguyên. Tế bào trình diện kháng nguyên hay còn gọi là A, B, phở C. Trình diện kháng nguyên là gì? Khi kháng nguyên đi vào cơ thể của chúng ta đó, không ai biết nó là gì hết. Nhưng mà nhờ vào tế bào này, nó làm cho cái kháng nguyên nó được bộc lộ thì được gọi là tế bào trình diện kháng nguyên. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là các bạn mình tắt micro, các bạn mình phải giữ thói quen là trước khi bấm nút đăng nhập là các bạn mình phải là tắt micro. Được không ạ? Các bạn có thấy là tôi rất là áp lực không ạ? Là hai, chỉ có dạy hai bài mà trong vòng 50 phút mà các bạn mình không hợp tác. Thực ra tôi muốn dạy cho các bạn nhiều thứ lắm nhưng mà thời gian không cho phép. Nói về đáp ứng miễn dịch đó thì chúng ta có hai dạng. Thứ nhất là đáp ứng miễn dịch bẩm sinh và thứ hai là miễn dịch đáp ứng. Thì các bạn thấy là các tế bào mà ở phía cột bên đây đó thì nó sẽ diễn tiến khá là nhanh từ 6 cho đến 12 giờ. Thì gồm có NK cell là tế bào giết tự nhiên, dendritic cell là tế bào trình diện kháng nguyên, hoặc là các hàng rào ở biểu mô, hoặc là các thực bào, hoặc là các bổ thể. Thì đây chính là những cái thành phần mà tham gia vào cái đáp ứng miễn dịch ban đầu. Các bạn sẽ được học cái môn miễn dịch học nên các bạn mình cứ yên tâm phần này. Bây giờ các bạn mình tập trung nghe thầy nói nè. Còn về đáp ứng miễn dịch mà lâu dài đó thì người ta chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất được gọi là miễn dịch dịch thể. Miễn dịch dịch thể là gì? Miễn dịch dịch thể là tạo ra kháng thể. Thì vai trò đó chính là bạch cầu lympho B. Bạch cầu lympho B. Thì các bạn thấy là sau khi bạch cầu lympho B tác động với cái kháng nguyên đó thì nó sẽ trở thành bạch cầu lympho B trí nhớ. Và sau khi nó trở thành bạch cầu lympho B trí nhớ thì nó có khả năng sản xuất ra kháng thể trung hòa kháng nguyên. Còn kiểu miễn dịch thứ hai được gọi là kiểu miễn dịch qua trung gian tế bào thì nó lại được thực hiện bởi bạch cầu lympho bào T. Thì các bạn thấy là đầu tiên á là cái con này nó không có biết được cái mầm bệnh đang xuất hiện, thì sau khi mà nhờ vào cái con màu xanh này nó giới thiệu cái tín hiệu á cho cái con màu đỏ, rồi cái con màu đỏ này nó sẽ trở thành cái dòng bạch cầu lympho bào T độc và nó sẽ đi tiêu diệt những cái mầm bệnh xuất hiện. Thì các bạn thấy là lúc bình thường thì nó chưa có hiểu gì hết trơn, thì nhờ vào cái con này nó tiếp những cái quạt chất trung gian thì cái con này nó sẽ trở thành cái con tê độc, và cái con tê độc này nó sẽ bám vào cái mầm bệnh và nó tiêu diệt mầm bệnh. Các bạn có thấy là cái mầm bệnh lúc này nó đã bị xám xịt không ạ? Như vậy nói với các bạn mình nghe về miễn dịch thì được chia làm hai dòng. Dòng thứ nhất là miễn dịch dịch thể là liên quan đến con B là tạo ra kháng thể. Miễn dịch thứ hai là miễn dịch qua trung gian tế bào là liên quan đến con T. Thì bây giờ sẽ nói cho bạn biết nè, đối với những cái miễn dịch đầu tiên á, thì cái con đại thực bào nó sẽ tấn công vào cái cơ thể. Con đại thực bào nó sẽ tấn công vào mầm bệnh. Rồi, còn hai á, là các bạn mình sẽ thấy á, là con T á, là miễn dịch qua trung gian tế bào. Phải là hai con trở lên không ạ? Còn con B á, là miễn dịch dịch thể, là tạo ra được kháng thể. Vậy con T này là hoạt động chủ yếu ở tuyến ức, còn con B này hoạt động chủ yếu ở các cơ quan bạch huyết ngoại vi. Được không các bạn? Các bạn mình có hiểu được bộ đội có khác với công an không ạ? Bộ đội có nghĩa là đi đánh giặc bên ngoài, thì đại thực bào chính là chú bộ đội. Và xin giới thiệu với bạn công an chính là NK cell. Vậy sự khác biệt giữa đại thực bào và NK cell là gì? Hai con này nó cùng là tiêu diệt mầm bệnh ở giai đoạn đầu, nhưng mà nếu như cái mầm bệnh đó từ bên ngoài tấn công thì là do đại thực bào. Còn nếu như mầm bệnh đó là tế bào ung thư, các tế bào nhiễm
hoặc tế bào hoại tử do cơ thể tự tạo ra thì được gọi là chú công an. Sự khác biệt giữa bộ đội và công an đó là đơn vị tác chiến, thù trong giặc ngoài. Các bạn nhìn lại một lần nữa, đại thực bào chính là chú bộ đội, giặc ngoài, NK cell chính là chú công an, thù trong, và cả các tế bào ở phía bên đây được gọi là các miễn dịch, diễn ra sớm từ 6 cho đến 12 giờ. Sau đó thì chúng ta mới chia làm hai loại miễn dịch. Miễn dịch của B là miễn dịch dịch thể, còn miễn dịch của T là miễn dịch qua trung gian tế bào. Mời các bạn tìm hiểu khái niệm CD. CD là gì? CD là kháng nguyên bề mặt. Thì các bạn mình được học trong sinh học đó, thì màng tế bào nó gồm có 3 thành phần. Một là lipid, hai là protein, ba là carbohydrate. Thì mỗi tế bào đó, nó sẽ có cái carbohydrate khác nhau, và người ta sử dụng cái carbohydrate đó để làm cái kháng nguyên bề mặt. Thì các bạn mình nhớ cho thầy, số 4 được gọi là T giúp đỡ, số 8 được gọi là T độc. À, như vậy là cái mầm bệnh đó tấn công vào cơ thể, thì cái con số 4 này nó phát hiện được, nên người ta còn gọi nó là phát thanh viên của truyền thanh miễn dịch. Sau đó thì nó sẽ gửi những cái quá chất trung gian vào cái con số 8. Cái con số 8 nhận được cái tín hiệu đó, trở thành cái con T độc. Và cái con tê độc này nó mới tiêu diệt đi cái mầm bệnh. Thì kiểu miễn dịch đó được gọi là miễn dịch qua trung gian tế bào. Tôi đã kết thúc cho tủy xương, và bây giờ tôi chuyển sang tiếng ức. Thì ở hình này thì các bạn thấy là càng trưởng thành đó, thì tiếng ức nó càng bị thoái hóa và thấm nhập mỡ, phải không các bạn? Đây là tuyến ức ở trẻ con và đây là tuyến ức ở người trưởng thành. Thì tuyến ức ở trẻ con thì nó sẽ được chia làm các tiểu thùy tuyến ức, còn tuyến ức ở người trưởng thành thì nó sẽ bắt đầu là thoái hóa mỡ. Mỡ nó sẽ xâm nhập vào. Mỡ hiện nay là màu trắng. Vậy khi mà người ta cắt tuyến ức ở trẻ con đó, thì các bạn thấy là người ta sẽ được chia làm các tiểu thùy. Và trong một cái tiểu thùy như vậy đó, các bạn thấy là cái đường màu vàng như vậy là một cái ranh giới của một tiểu thùy. Vậy cái gì nằm giữa các tiểu thùy vậy các bạn? Đó chính là một cái mô liên kết có chứa các thành phần là chất căn bản, tế bào liên kết và sợi liên kết. Một tiểu thùy như vậy đó thì nó được chia làm hai vùng. Vùng bên ngoài được gọi là vùng vỏ, còn vùng ở chính giữa được gọi là vùng tủy. Thì vùng vỏ các bạn sẽ thấy nó đậm hơn, còn vùng tủy thì các bạn sẽ thấy nó nhạt hơn. Vậy đậm và nhạt là do cái gì? Là do mật độ tế bào trong đó. Thì bạn thấy là vùng vỏ mật độ tế bào nó nhiều nên nó bắt màu thuốc nhuộm nó nhiều nên dẫn đến nó đậm. Còn trong khi đó mật độ tế bào ở vùng tủy nó thưa nên cái nhuộm màu nó nhạt màu hơn. Như vậy các bạn mình nhớ ban đầu là bọc bên ngoài một cái tiểu thùy á, là những cái mô liên kết che chở, và nó gồm có hai cấu tạo là vùng vỏ đậm màu và vùng tủy nhạt màu. Chúng ta cùng phân tích kỹ hơn. Thì đây là ranh giới của các tiểu thùy, vùng vỏ thì đậm màu, còn vùng tủy thì nó sẽ nhạt màu. Và bên cạnh trong vùng tủy các bạn sẽ thấy có những cái cấu trúc hình tròn, tí nữa sẽ được gọi là tiểu thể Hatchan. Các bạn đang được nhìn thấy đây chính là một tiểu thể Hatchan. Còn bản chất của tiểu thể Hatchan là gì, chúng ta sẽ nghiên cứu sâu. Các bạn đang được nhìn thấy đó chính là bốn bức ảnh. Để thấy được về cái càng lớn tuổi thì cái tuyến ức nó càng bị thoái hóa và thấm nhập mỡ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vùng vỏ của tuyến ức. Thì vùng vỏ của tuyến ức thì đại diện đó chính là các tế bào tuyến ức. Nó sẽ giăng kín như là một cái hàng rào. Và bây giờ nó đã xuất hiện một thuật ngữ mới được gọi là hàng rào tuyến ức. Hàng rào có nghĩa là gì các bạn? Hàng rào có nghĩa là ngăn cách, không cho đi vào. Được chưa các bạn? Thì đây chính là cái hình mô học, chỗ nào có chữ E chính là các tế bào tuyến ức. Còn những cái dấu mà đen đen trong đây chính là cái nhân của con bạch cầu lympho T. Vậy vùng vỏ sẽ được cấu tạo gì các bạn? Cấu tạo thứ nhất là nó có tế bào lưới. Tại sao nó là tế bào lưới? Bởi vì tuyến ức là thuộc về mô lưới mà, nên chắc chắn là nó sẽ phải có tế bào lưới. Vậy tế bào lưới làm nhiệm vụ gì ? Nó sẽ biệt hóa lympho bào. Lympho bào ở đây là lympho bào T. Ngoài ra nó còn có tế bào tuyến ức tập trung dày đặc tế bào lympho T. Nó sẽ giăng thành một cái hàng rào ngăn cách bên ngoài và bên trong. Và những cái tế bào T mà nó ở trong cái vùng vỏ thì người ta được gọi là tế bào T phụ thuộc vào tuyến ức. Nó có chức năng là miễn dịch, và miễn dịch ở đây là miễn dịch qua trung gian tế bào.
Ngoài ra, cho cái cấu tạo mô học của nó là các tế bào ức nó dăng thành một cái hàng rào như thế này, được gắn chặt chẽ bởi các thể liên kết desmosome, nên nó đã xuất hiện thuật ngữ là hàng rào máu tuyến ức. Tuyến ức sẽ ngăn cách máu trong tuần hoàn, mà khi đã ngăn cách là độc lập như vậy á, thì máu nó có đi vào được bên trong không? Không đi vào được bên trong thì nó có dẫn được kháng nguyên vào bên trong không? Không dẫn được kháng nguyên, nên bởi vậy dùng này là dùng ngăn chặn sự xâm nhập của kháng nguyên, có nghĩa là anh sống độc lập, anh có cái hàng rào máu tuyến ức ăn ngăn cách, bên ngoài dùng giỏ và bên trong là dùng tủy, nhưng mà dùng tủy thì khác nha các bạn. Các bạn đang được bước chân vào dùng tủy. Dùng tủy thì các bạn thấy là mật độ của các lympho bào nó sẽ bắt đầu thưa dần đi, phải không các bạn? Và các bạn thấy có những cái cấu trúc được gọi là tiểu thể Haxan. Tiểu thể Haxan bản chất đó chính là các tế bào lưới. Ủa, tại sao có tế bào lưới vậy? Bởi vì nó cũng là ở đây chuyển qua bên kia mà thôi. Tế bào lưới nó sẽ bắt đầu là bị thoái hóa và sau đó nó sẽ xếp thành những cái vòng tròn đồng tâm. Người ta gọi đó chính là các tiểu thể Haxan. Vậy, ở dùng tủy có cái gì? Nó có mật độ thưa hơn dùng giỏ. Nó sẽ có những cái con nguyên lympho bào. Ủa, con nguyên lympho bào là gì vậy? Chính là các tế bào gốc tạo máu đầu dòng đó, nó tạo thành con nguyên lympho bào. Sau đó nguyên lympho bào thì mới trở thành lympho bào. Lympho bào ở đây là lympho bào T. Rồi, đại thực bào thì rất ít, phải chưa các bạn? Không có hàng rào máu tuyến ức và nó có tiểu thể Haxan. Nó chính là nhiều lớp tế bào lưới biểu mô thoái hóa và xếp thành những cái vòng tròn đồng tâm. Vậy chúng ta đã học xong tuyến ức chưa? Học xong tuyến ức gần như là xong. Dùng giỏ là mật độ lympho dày, có hàng rào máu tuyến ức. Dùng tủy là không có hàng rào máu tuyến ức, có tiểu thể Haxan. Bây giờ chúng ta chuyển qua về chức năng của tuyến ức. Thì các bạn mình sẽ thấy nó hơi phức tạp một chút ha. Đầu tiên á, đó chính là con tế bào gốc tạo máu đầu dòng. Sau đó thì nó trở thành con nguyên lympho bào. Con nguyên lympho bào trở thành con tiền lympho bào T. Như vậy là các bạn hiểu là nguồn gốc đầu tiên là từ con tủy tạo huyết. Sau đó mấy con đó nó sẽ di chuyển tại đây, nó sẽ di chuyển trong đây. À, nó di chuyển trong vùng giỏ. Nhưng mà nó có được đi vào bên trong không? Nó không được đi vào bên trong là bởi vì sao vậy? Nó có hàng rào máu tuyến ức nên nó đâu có được thấm nhập kháng nguyên, mà nó không được thấm nhập kháng nguyên nên nó sẽ không có khả năng tạo được miễn dịch. Rồi những cái con chỉ có một ít con là nó vượt qua được hàng rào máu tuyến ức để đi vào dùng tủy để mà trưởng thành. Cách thứ hai là có những cái con cũng tiền lympho bào T là từ trên đây đổ xuống. Nó không chịu đi qua luôn hàng rào máu tuyến ức mà nó đi thẳng vô trong đây luôn, là đi thẳng vào tuyến ức. Nhưng khi nó di chuyển vào trong vùng tủy của tuyến ức thì nó sẽ tiếp xúc được với kháng nguyên và nó sẽ trở thành các T. T đầu tiên là T độc là T8, hoặc là T trợ giúp là T4, hoặc nó trở thành một cái T khác là T ức chế suppressor. Và cái kiểu miễn dịch của nó thực hiện là kiểu miễn dịch qua trung gian tế bào. Và chính nhờ cái con T số 4 này nó mới đánh tín hiệu cho con B, nên nó được thực hiện luôn cả miễn dịch dịch thể. Rồi, và có những cái con bạch cầu lympho bào T á, nó sẽ di chuyển qua lách, qua hạch bạch quyết, qua nang phô, và người ta đã xuất hiện ra một khái niệm mới là vùng phụ thuộc tuyến ức. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là khi chuyển qua dạy về bài hạch bạch quyết và lách đó, thì các bạn mình sẽ nghe khái niệm là vùng phụ thuộc tuyến ức. Thì các bạn mình hiểu là cái vùng đó đó là cái nơi mà nó đón nhận cái con T đã trưởng thành từ tuyến ức di chuyển qua đó, thì người ta gọi đó là vùng phụ thuộc tuyến ức. Và ngoài ra thì nó có cái biểu mô lưới, thì nó sẽ tiết ra cái hormone thymoglobin, và chính cái hormone này nó giúp cho trưởng thành hồi nãy giờ đó, những cái con tế bào của dòng bạch cầu. Bây giờ là 7:20, như vậy là tôi còn khoảng 20 phút nữa để giới thiệu các cơ quan còn lại. Các bạn mình đang được nghe về một cái bệnh lý mang tên là hội chứng đi giọt mà chúng ta đã được học trong môn di truyền học. Và cái mức đoạn đó chính là mức đoạn trên nhiễm sắc thể số 22, cánh dài dùng 1 bằng 1 bằng phụ 2. Vậy khi mà bị mất một cái đoạn nhiễm sắc thể trên nhiễm sắc thể 22, cánh dài dùng 1 bằng 1, dùng 1 bằng 1 bằng phụ 2, thì cái kiểu miễn dịch của cái này là không có miễn dịch qua trung gian tế bào, còn miễn dịch dịch thể đó thì nó rất là kém phát triển, được các bạn?
tuyến ức nó không phát triển, mà không phát triển được thì không sản sinh ra được lympho bào T. Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào là hoàn toàn không có luôn, là bởi vì tuyến ức nó không phát triển mà, nên là nó sẽ không có khả năng tạo ra được miễn dịch qua trung gian tế bào. Còn đáp ứng miễn dịch dịch thể thì rất ít và thậm chí là bị vô hiệu hóa và mất đi, nghĩa là nó có nhưng mà nó không hoạt động được. Tại sao vậy các bạn? Là bởi vì mấy cái cơ quan như là lách và hạch bạch huyết nó đâu có bị tổn thương đâu. Nhưng mà hồi nãy nhớ một chuyện là gì? Là tuyến ức nó sẽ gửi con tê đi qua lách và hạch bạch huyết. Nên bởi vậy khi mà tuyến ức bị suy thì dẫn đến hai cơ quan kia cũng không tiếp nhận được, nên cái cách hoạt động miễn dịch của nó cũng kém. Và thường là sẽ bị chết trong thời thơ ấu là bởi vì nhiễm trùng không có kiểm soát được. Chúng ta chuyển qua hạch bạch huyết. Bạch huyết là gì các bạn? Thì các bạn mình sẽ biết đây chính là cái tiểu động mạch và đây chính là tiểu tĩnh mạch. Hệ thống này được gọi là mao mạch. Thì ngay tại trao đổi của mao mạch này nó sẽ có một cái mạch bạch huyết để dẫn lưu. Thì các bạn mình sẽ thấy 7 con tế bào nó sẽ tuần hoàn trong mạch máu. Và ở trong hệ bạch huyết thì người ta thấy tập trung chủ yếu là các dòng bạch cầu lympho bào T. Bởi vì thế mà nó tên là lymphatics. Như vậy tại sao người ta đặt tên nó là lympho? Là bởi vì cái con bạch cầu đó nó trưởng thành tại lymphatics nên nó được đặt tên là bạch cầu lympho. Các bạn đang được học về mô học của hạch bạch huyết thì các bạn sẽ thấy bọc bên ngoài hạch bạch huyết đó chính là lớp vỏ sơ. Bên trong hạch bạch huyết thì nó có những cái cấu trúc gọi là nang bạch huyết. Thì nang bạch huyết thì các bạn thấy dùng vỏ sẽ đậm màu, còn dùng tủy thì sẽ sáng màu. Tiếp theo nữa đó chính là dùng cận vỏ. Đây là dùng cận vỏ. Và cuối cùng thì trong cái ruột của cái hạch bạch huyết đó chính là dùng tủy. Như vậy trong hình này thì các bạn nhớ cho thầy là gì? Là nó có những cái vỏ bao sơ bên ngoài, có dùng vỏ, dùng cận vỏ và dùng tủy. Hình này thì nó dễ hiểu hơn rất nhiều. Màu vàng trong hình đó chính là cái vỏ bao sơ bên ngoài. Thì ở chỗ này đó chính là dùng vỏ, nó sẽ có những cái nang bạch huyết. Còn dùng này là dùng cận vỏ và cuối cùng là dùng tủy. Các bạn mình nhớ cho thầy nè, B ở bên ngoài, T ở bên trong, thuộc chưa? B ở bên ngoài, T ở bên trong. Như vậy các bạn thấy là B đó là nó sẽ tập trung ở đâu à? Ở bên ngoài nha, B là ở bên ngoài. Còn T thì nó sẽ ở đâu à? T nó ở bên trong. Mà chỗ nào có T thì người ta gọi nó là gì à? Vùng phụ thuộc tuyến ức của hạch bạch huyết. Như vậy các bạn sẽ thấy là B đó là nó sẽ trưởng thành ở dùng vỏ, còn T á, là nó sẽ trưởng thành ở dùng cận vỏ, được không các bạn? Cận vỏ. Mời các bạn mình tìm hiểu khái niệm đó chính là được gọi là tĩnh mạch sau mao mạch ha, tĩnh mạch sau mao mạch. Đây là tĩnh mạch sau mao mạch và chính cái tĩnh mạch sau mao mạch này nó sẽ là cái nơi giao thương giữa cái này và vùng vỏ. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại một lần nữa nha. Màu này là dùng vỏ nha. Màu xanh nước biển là dùng gì? Là dùng cận vỏ. Còn màu đỏ là dùng gì? Màu đỏ là dùng tủy. Thì các bạn sẽ thấy là B là ở dùng vỏ, T là ở dùng tủy. Ngoài ra thì các bạn thấy dùng vỏ này nó có những cái trung tâm phản ứng và người ta chia cái trung tâm phản ứng này đó chính là nang sơ cấp và nang thứ cấp. Tất cả vòng tròn thì được gọi là nang hết, nhưng mà nang nào nó có trung tâm phản ứng thì được gọi là nang thứ cấp, còn nang nào mà không có trung tâm phản ứng thì được gọi là nang sơ cấp. Vậy chức năng của dùng tủy là gì? Thì chức năng của dùng tủy là liên quan đến thực bào và tạo ra kháng thể. Đó là hình Photoshop, còn đây là hình thật. Thì các bạn mình sẽ thấy là cái cấu tạo mô học của hạch bạch huyết á, thì nó có những cái nang bạch huyết bọc bên ngoài là vùng vỏ, được không các em? Còn trong đây là vùng gì? Vùng tủy, vùng cận vỏ và cuối cùng là trong đây là vùng tủy. Các bạn mới nói là, ủa thầy tại sao mà cái chỗ này nó nằm ở trong đây mà thầy nói nó dùng vỏ? Không phải, cái này là không gian ba chiều á, nên các lát cắt nó cắt như vậy. Nhưng thực chất nó chỉ là cái dùng vỏ bọc bên ngoài của cái vị trí đó mà thôi. Cái hình này nó nằm trong sách giáo khoa của các bạn nha. Thì đây chính là lớp vỏ sơ cấu tạo là bao collagen. Thì nó sẽ hình thành nên cái xoang mà áp sát vào cái lớp vỏ sơ được gọi là xoang dưới vỏ. Còn cái xoang mà nó đi vào trên đây thì được gọi là xoang quanh nang. Hiểu không ạ?
cái xoang mà nó áp sát vào vỏ thì được gọi là xoang dưới vỏ, còn cái xoang nó đi vào đây thì được gọi là xoang quanh nang. Thì trong đây nó có cái nang bạch quyết, được không ạ? Nang bạch quyết thì nó có nang sơ cấp và nang thứ cấp, tùy thuộc vào nó có trung tâm phản ứng hay không. Rồi, dưới này đó chính là dùng cận vỏ, đi sâu vô đây là dùng tủy. Dùng tủy thì có hai cấu trúc, một là xoang tủy, xoang là đường là cái cấu trúc này thế này, còn cái tiếp theo nữa đó chính là dây tủy. Chức năng của dùng tủy là thực bào và tạo kháng thể. Rồi, chữ C chính là dùng vỏ, thì các bạn mình thấy là có những cái nang bạch quyết không à. Còn chữ B phở là dùng tủy, được không? Còn chữ A, chữ B phở là dùng cận vỏ, còn chữ M là dùng tủy. Chữ MG là cái dây tủy, còn chữ MS là cái xoang tủy. Còn chữ T này đó chính là xoang quanh nang ha, xoang quanh nang. Còn cái chỗ này là xoang dưới vỏ, còn chữ ND là các nang bạch quyết. Các bạn nhìn kỹ lại một lần nữa ha, chữ S là gọi là xoang dưới vỏ, cái chỗ này được gọi là xoang quanh nang, chữ N được gọi là nang bạch quyết, còn chữ G là vỏ bao bằng collagen. Vậy dùng vỏ có gì các bạn? Dùng vỏ có nang bạch quyết sơ cấp và thứ cấp, phụ thuộc sao? Thì phụ thuộc vào trung tâm sáng. Trung tâm sáng là cái gì? Trung tâm sáng là trung tâm sinh sản, là cái nơi mà nhiều con nguyên lympho bào B biệt hóa thành con nguyên tuyên bào miễn dịch và cuối cùng là con tương bào. Con tương bào là cái con tiếng Anh là plasma cell, có khả năng là sản xuất kháng thể. À như vậy nè, con B hồi nãy thầy nói đó, B là ở bên ngoài, à, còn T là ở bên trong. Còn các bạn mình không nhớ là chữ B đứng trước chữ T trong bảng chữ cái, nên chữ B phải bên ngoài, còn chữ T ở bên trong. Thì nếu như á, mà anh chứa cái nơi mà anh có trung tâm sáng á, thì gọi anh là thứ cấp. Còn nếu như mà anh không có thì gọi anh là sơ cấp. Nhưng mà bản chất anh cũng là một cái nang bạch quyết nằm ở vùng vỏ. Còn ngoại vi của nó là tối màu. À như vậy là gì? Là sinh sản ở bên trong á, xong rồi đẩy đi ra bên ngoài. Được không các bạn? Sinh sản bên trong rồi đẩy đi ra bên ngoài. Các bạn nhìn hình này thì các bạn thấy là trung tâm sinh sản thì nó là sáng màu, còn bên ngoài nó chính là đậm màu. Như vậy là trong đây sinh sản xong rồi đẩy đi ra đây. Các bạn nhớ một lần nữa nha, đậm nhạt là do phụ thuộc vào mật độ của tế bào. Nơi nào ít thì bắt màu thuốc nhuộm ít, còn nơi nào nhiều thì bắt màu thuốc nhuộm đậm. Ngoài ra thì nó có dưới vỏ quanh nang. Người ta còn gọi những cái vùng này là vùng B, là bởi vì nó tập chứa nhiều lympho bào B. Các bạn mình chuyển qua dùng cận vỏ, bây giờ tập trung cho thầy là chữ B phở. Dùng cận vỏ hay còn gọi là dùng vỏ sâu là chứa chữ T, mà chứa chữ T thì được gọi là vùng phụ thuộc tuyến ức của hạch bạch quyết. Ngoài ra nó còn một khái niệm nữa chính là tiểu tĩnh mạch hậu mao mạch. Thì tiểu tĩnh mạch hậu mao mạch này nó sẽ giải quyết vấn đề là lympho bào T và B từ máu tuần hoàn sẽ xâm nhập vào hạch bạch quyết. Vậy mình biết được lý do vì sao mà trong cái hạch bạch quyết này nó có những cái con bạch cầu để mà nó trưởng thành chưa? Chính là nhờ vào cái cấu trúc mang tên là tiểu tĩnh mạch sau mao mạch ha. Dòng máu nó sẽ đi theo cái động mạch này, nó đi vào trong đây và nó mang theo những cái con T và B để mong muốn được trưởng thành. Và sau đó nó sẽ trao đổi tại đây. Nếu như anh muốn cho con B trưởng thành, anh đẩy vô dùng vỏ. Muốn anh con T trưởng thành, anh đẩy vô dùng cận vỏ. Các bạn mình đang được xem đó chính là cái cấu trúc của dùng tủy. Thì dùng tủy gồm có dây tủy và xoang tủy. À, xoang là chữ S, còn chữ C là dây tủy. Thì trong cái dùng tủy này các bạn mình sẽ thấy có rất nhiều những cái con đại thực bào và cái con tương bào. Những cái dấu mũi tên đang chỉ trong màn hình đó chính là những con tương bào. Những con tương bào được nhìn giống như là những viên thuốc được cho các bạn nha. Là bởi vì nó phải để 50% cái tế bào chất trong đây để sản xuất kháng thể. Bây giờ tôi còn 10 phút nữa. Thì dùng tủy này nó có dây tủy. Dây tủy là cái chữ cờ. Thì trên cái dây tủy này nó có tế bào lưới biểu mô. Nó có con B, nó có đại thực bào, nó có tương bào. Chức năng của nó là để làm gì các bạn? Là nơi sinh sản và nơi biệt hóa B thành tương bào, cũng giống như là dùng vỏ. Bây giờ nói về đường bạch quyết thì đầu tiên đó chính là bạch quyết quản đến ha. Và các bạn biết là bạch quyết nó sẽ có van. Có van để làm gì các bạn? Có van để cho nó đi một chiều và nó không có quay ngược trở lại. Nó có xoang dưới vỏ, nó có xoang quanh nang. Như vậy là đầu tiên là nó sẽ đi vào bạch quyết quản đến, xong rồi nó lượn trên trên cái xoang dưới vỏ, xong rồi nó truột xuống cái khoang quanh nang này. Sau khi nó xuống xoang quanh nang này thì nó xuống xoang tủy.
và xuống nó xoan tủy, nó làm việc xong thì nó trao đổi và nó đi ra bên ngoài. Và như vậy là thầy đã mô tả cho em xong về đường bạch quyết. Thầy chuyển sang lách. Thì các bạn mình đang được thấy lách đó, cái dấu tên đó, cái dấu mũi tên màu xanh nước biển đó, đó chính là cái vỏ bao bên ngoài, cũng là mô liên kết chứa nhiều collagen. Còn cái phần mà mũi tên màu đen đó chính là những cái bè ha. Cái bè này nó cũng có bản chất là cái collagen nha. Thì các bạn mình sẽ thấy chữ C trong hình đó là cái chữ capsin đó, tức nghĩa là vỏ bao. Còn chữ T trong hình đó, đó chính là những cái bè sơ. Và trong cái nhu mô lách đó, người ta thấy là nó có hai dùng ha. Một cái dùng á, ở trên một cái lách tươi đó, nó có màu trắng. Và một cái dùng ở trên lách tươi nó có màu đỏ. Và người ta gọi nó là tủy đỏ và tủy trắng nha bạn nha. Thì thật là bất ngờ, mặc dù tên trắng nhưng mà trong môn học thì nó đậm màu. Mặc dù là tên đỏ nhưng mà trong môn học thì nó lại là nhạt màu. À như vậy là do gì bạn? Là do cái tế bào trong cái tủy trắng á, nó nhiều nên nó bắt màu thuốc nhuộm đậm. Còn cái tế bào mà ở tủy đỏ đó thì nó ít nên nó bắt màu thuốc nhuộm nhạt. Hiểu không à? Trên giải phẫu thì là có màu trắng và màu đỏ nên gọi là tủy đỏ, tủy trắng. Nhưng mà trên mô học là do căn cứ vào thuốc nhuộm nên nó lại khác à. Tủy trắng lại đậm, còn tủy đỏ thì nhạt. Chỗ nào là vòng tròn là V kép là tủy trắng, còn chỗ nào R là tủy đỏ. Vậy tủy trắng và tủy đỏ là gì? Thì các bạn sẽ thấy bọc bên ngoài này đó chính là cái vỏ bao sơ và cắn vô bên trong là bè sơ. Được không à? Bè sơ thì nó giống như là một cái cây gì đó. Thì trong đây nó sẽ có cái nang bạch quyết ha, nang bạch quyết lách, và nó có cái xoang tĩnh mạch. Vậy mấy em ơi, cái chỗ nào mà là như thế này nè, đó là gì vậy bạn? Là tủy đỏ. À, còn chỗ này là tủy gì? Tủy trắng. Thầy mới nói đó, tủy đỏ nhạt màu, tủy trắng đậm màu. Hình này đi à, nha. Rồi, như vậy các bạn thấy là cái chỗ nào mà phức tạp hóa vấn đề lên đây chính là tủy gì? Là tủy trắng. Còn cái chỗ mà nước nước chỗ này là tủy đỏ. Bây giờ mời các bạn mình cắt cái miếng này phóng to lên, hoặc rồi các bạn mình mới coi nghiêng lại. Thì cái chỗ này tủy gì à? Chỗ này đó chính là tủy đỏ. Chỗ này cũng là tủy đỏ. Vậy bây giờ tủy trắng nè. Tủy trắng có thành phần là cái gì? Chúng ta hãy coi cái clip tiếp theo à. Thì các bạn mình nhìn thấy đây chính là cái tủy trắng ha, tủy trắng trước ha, tủy trắng. Rồi, V kép á, là tủy trắng, R á, là tủy đỏ. Rõ ràng là tủy trắng đậm màu hơn, còn R thì nó sẽ nhạt màu hơn. V kép là tủy trắng, R là tủy đỏ. Bây giờ chúng ta cùng nhau học về tủy trắng. Các bạn tắt micro. Thứ nhất là nó sẽ có cái gì đây? Nó sẽ có bao lympho quanh động mạch và nang bạch quyết lách. Rồi, bao lympho quanh động mạch và nang bạch quyết lách là cái gì? Thì các bạn mình thấy á, cái chỗ mà nó đang chú thích là central arteriole là động mạch trung tâm. Thì nó sẽ có cái chỗ này thì gọi là cái bao lympho quanh động mạch. Ha. Dùng quanh động mạch là gì? Dùng quanh động mạch đó chính là cái chữ mà periarteriolar. Thì đây chính là cái dùng quanh động mạch. Có cái gì đâu mà không hiểu, màu đỏ là động mạch trung tâm thì cái dùng màu xanh này được gọi là dùng quanh động mạch thôi. Và dùng quanh động mạch này là con T nên nó chính là vùng phụ thuộc tuyến ức. Vậy nè, hạch bạch quyết đó chính là dùng cận vỏ, còn ở lách thì dùng phụ thuộc tuyến ức đó chính là gì? Dùng quanh động mạch nha, dùng quanh động mạch. Tiếp tục. Ngoài ra thì nó còn có trung tâm sinh sản nữa, trung tâm sinh sản nữa. Rồi, trung tâm sinh sản là phải nhớ đến con gì? Nhớ đến con B, tại vì hồi nãy mới nói đó, dùng trung tâm sinh sản còn gọi là dùng B. Trung tâm sinh sản ha, trung tâm sinh sản đó chính là chữ terminal center. Ngoài ra thì nó còn dùng rìa nữa, dùng rìa đó chính là chữ marginal joint. Vùng rìa này là cái nơi gì các bạn? Là cái nơi chuyển tiếp giữa tủy đỏ và tủy trắng. Các bạn thấy là dùng rìa này là cái nơi chuyển tiếp giữa đây là tủy đỏ và đây là tủy trắng, hoạt động miễn dịch rất là mạnh nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tủy đỏ. Thì tủy đỏ các bạn sẽ thấy là nó có xoang nè, nó có xoang tĩnh mạch nè, xoang tĩnh mạch ha. Tủy đỏ đó thì nó sẽ có một khái niệm, nó được gọi là dây Billroth ha. Chữ C trong hình đó, chữ C trong hình chính là dây Billroth. Chữ C trong hình chính là dây Billroth. Dây Billroth là gì? Bản chất của dây Billroth là một dây tế bào lưới. Trên đó nó có những cái con đại thực bào, nó bám vô để nhanh chức năng thực bào.
Ngoài ra thì nó có khái niệm được gọi là xoang tĩnh mạch. Chữ S trong hình chính là xoang tĩnh mạch, và đây là mao mạch kiểu xoang. Thì các bạn mình á, vui lòng là coi lại bài hệ tuần hoàn ha. Thì mao mạch nó có 3 dạng. Dạng thứ nhất được gọi là liên tục, dạng thứ hai được gọi là cửa sổ, dạng thứ ba được gọi là không liên tục. Thì cái dạng mà không liên tục này chính là mao mạch kiểu xoang. Hãy mở sách coi lại bài hệ tuần hoàn, trong phần mao mạch có giới thiệu cho các bạn về 3 loại mao mạch: liên tục, có cửa sổ và không liên tục. Thì không liên tục tức là mao mạch kiểu xoang, nghĩa là sao? Lòng rộng hẹp không đều là bởi vì chỗ có chỗ không. Tế bào nội mô tạo thành khe trống. Có khe trống để làm gì? Có khe trống để cho các con bạch cầu lympho nó di chuyển tự do và thực hiện chức năng miễn dịch nhanh nhất có thể. Và màng đáy nó có liên tục không? Không, là bởi vì các tế bào nội mô nó cứ con có con không tạo nhường khe trống. Các bạn mình đang được coi về cái cấu trúc và chức năng của cái xoang bạch huyết, thì nó có rất là nhiều những cái khe trống chỗ này, là bởi vì đó chính là các mao mạch kiểu xoang. Phần cuối cùng của phần lách đó chính là nói về tuần hoàn lách. Thì các nghiên cứu người ta cho thấy là nó được chia làm tuần hoàn hở và tuần hoàn kín. Hình A là tuần hoàn hở và hình B là tuần hoàn kín. Vậy khác nhau có gì đâu? Khác nhau ở chỗ số 6. Tuần hoàn hở đó là nó sẽ đi vào cái dây Billroth, còn tuần hoàn kín thì nó không đi vào dây Billroth. Được không các bạn? Thì số 1 là động mạch lách, sau đó nó đi vào cái động mạch tiếp theo là cái bè sơ. Đúng không? Bè sơ, sau đó nó đi vào động mạch trung tâm. Còn cái chỗ chấm 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 này là gì bạn? Chỗ chấm 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 này đó chính là tủy trắng ha. Sau đó thì nó te ra được gọi là động mạch bút lông, là tiểu động mạch bút lông là số 4. Rồi nó sẽ trở thành mấy cái bao tế bào là cái màu đen này số 5. Và cuối cùng là nó đi vào dây Billroth. Thì sự khác biệt giữa tuần hoàn hở và tuần hoàn kính là tuần hoàn hở nó đi thêm vào cái dây Billroth nữa. Dây Billroth là gì ta? Dây Billroth đó chính là dây lưới, nơi mà nó có chứa nhiều con đại thực bào, nó bám lên trên đó. Được không các bạn? Là chữ cờ trong hình này. Rồi, vậy bây giờ đường đi của tuần hoàn lách là cái gì? Thì thầy đã chia sẻ hồi nãy rồi đó. Động mạch lách đi qua bè sơ, qua động mạch trung tâm, qua chùm động mạch bút lông, qua cái bao, qua mao mạch bút lông. Thì các bạn thấy là tuần hoàn kính á, là nó không có đi vào dây Billroth. Còn tuần hoàn hở á, là nó đi vào dây Billroth nữa. Như vậy sự khác biệt là có hay không đi vào dây Billroth. Các bạn nhìn vào hình nha, open circulation là gì các bạn? Là cái tuần hoàn hở. Thì các bạn có đồng ý với thầy cái chỗ mà thầy đang chỉ này là cái tủy đỏ không? Mà trong cái tủy đỏ thì nó có dây Billroth, như vậy là tuần hoàn hở là đi vào dây Billroth. Còn tuần hoàn kính thì nó sẽ đi trực tiếp luôn. Vậy có nghĩa là sao ta? Bây giờ các em nhìn vào đường laser để coi vào đường đi của gì à? Tuần hoàn kính trước nha. Đây là gì à? Tĩnh mạch. Ha, đây là động mạch ha, đi vào cái bè, xong rồi đi vào động mạch trung tâm, rồi đi vào các động mạch bút lông, rồi đi vào cái bao, xong rồi đi vào đây. Thầy đang giải gì vậy? Thầy đang giải kính đúng không? Để đi thẳng vào đây và trao đổi xuống gì vậy? Xuống dưới đây. Còn tuần hoàn hở thì sao? Tuần hoàn hở thì cũng di chuyển đây, nhưng mà tiếp xúc với bè sơ và đây, được cho các bạn. Rồi, như vậy là tuần hoàn lách thì có hai giả thuyết, một là tuần hoàn kính, hai là tuần hoàn hở. Rồi, hình này cũng tương tự nha. Nếu như nó đi vào bè sơ thì được gọi là hở, còn không đi vào bè sơ thì được gọi là kính. Rồi, cái hình này cũng tương tự luôn. Cái chỗ này là bè sơ nè. Nếu mà đi vào bè sơ là hở, không đi vào bè sơ là kính. Rồi, đây là cái gì vậy? Bè sơ, đúng không ạ? Bè sơ. Rồi, các bạn sẽ thấy là cái chỗ này hình vàng á, là kính, còn hình vuông, hình xanh nước biển á, là hở. Chức năng của lách là gì các bạn? Là tạo lympho bào ha, tạo trong tủy trắng rồi đẩy qua tủy đỏ rồi xoang tĩnh mạch. Chức năng tiếp theo là bảo vệ, là bởi vì nó chứa đại thực bào và tạo ra kháng thể. Nó khác với cái hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết có chức năng là lọc bạch huyết, còn lách thì nó có chức năng khác là lọc thêm máu nữa. Tiếp theo nữa là nó sản xuất kháng thể, nó sản xuất tại lympho bào B. Sau đó thì lympho bào B sản xuất thành tương bào. Tiêu hủy hồng cầu già chủ yếu xảy ra ở tủy đỏ là dây Billroth, là bởi vì trên đó nó có chứa đại thực bào bám vô. Ngoài ra là do cấu trúc của nó là mô xốp ở tủy đỏ nên nó còn có chức năng tiếp theo là dự trữ máu. Tôi đã đi được tất cả các phần, bây giờ tôi chuyển vào phần cuối cùng, đó chính là hạnh nhân. Và theo đồng hồ của tôi là tôi đã gần hết giờ. Thì hạnh nhân là gì các bạn? Hạnh nhân đó chính là những cái cấu trúc mà nằm ở khu vực mũi hầu và miệng hầu.
Thì khi mà người ta cắt mô học của nó thì thấy tại vùng biểu mô của nó có những cái cấu trúc như là các nang bạch huyết, và chức năng của nó là bảo vệ cho vùng hầu họng và khu vực miệng của chúng ta. GC là trung tâm sáng, NNLN là bạch cọp, là nang bạch huyết, được chưa các bạn, nang bạch huyết. Chữ E là biểu mô, chữ E là biểu mô. Chữ cờ tờ là mô liên kết, connective tissue. Như vậy các bạn sẽ thấy là các hạnh nhân á, thì các nang bạch huyết của nó tập trung ở khu vực biểu mô, chỗ nào càng đậm màu thì là có nhiều lympho bào hơn. Rồi các bạn sẽ thấy đây chính là những cái hạnh nhân hai bạn ha, và những cái hạnh nhân này nó tập trung vào khu vực miệng hầu, mũi hầu này, và tạo gọi là vòng Waldenzer. Khi người ta làm cấu trúc mô học của các hạnh nhân á, thì thấy là nó cũng ở vùng biểu mô, nó sẽ tập trung những cái gọi là nang bạch huyết, nó có những cái trung tâm sáng, được không các bạn, và ngoại vi thì tối màu, và nó sẽ tạo thành một cái vòng bạch huyết quanh khu vực hầu họng, được gọi là vòng Waldenzer, thì gồm có khẩu cái, lưỡi, hầu, vòi, và chức năng của nó là bảo vệ và sản xuất lympho bào. Chúng ta bắt đầu chuyển qua phần cuối cùng là phần tóm tắt. Buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi đã dạy cho các bạn được hai cơ quan bạch huyết trung ương là tủy xương và tuyến ức, và ba cơ quan bạch huyết ngoại vi là hạch bạch huyết, lách và hạnh nhân. Vậy chúng ta cùng phải đi vào bài tóm tắt. Tủy xương á, là cái nơi mà sẽ trưởng thành, phát triển cho con B và tiền tố để tạo nên con T. Sáu con tế bào máu, hồng cầu, tiểu cầu, ba con bạch cầu hạt, bạch cầu mono là được trưởng thành, phát triển ở tủy xương. Sau khi trưởng thành xong thì đẩy nhẹ qua mao mạch kiểu xoang để đẩy vào tuần hoàn máu để mà thực hiện chức năng. Con T mà di chuyển đến tuyến ức thì được gọi, con lympho mà di chuyển đến tuyến ức thì được gọi là con T, còn di chuyển vào các cơ quan bạch huyết khác thì được gọi là con B. Tuyến ức thì chức năng của nó là gì các bạn? Tuyến ức của nó, chức năng của nó là trưởng thành con T nha. Còn chức năng của hạch bạch huyết là lọc bạch huyết, còn chức năng của lách là gì? Là lọc máu và nhiều chức năng khác. Đây là gì các bạn? Tuyến ức. Sao mấy bạn biết được tuyến ức? Là bởi vì nó chia thành tiểu thùy, và cái thứ hai là ngoại vi á, thì là dùng vỏ đậm màu có hàng rào máu tuyến ức, còn dùng tủy á, thì nhạt màu có các tiểu thể hạch san. Sao các bạn biết được đây là hạch bạch huyết? Là bởi vì nó có cấu tạo ba dùng rõ rệt ha. Dùng này là dùng vỏ con B, còn dùng này là dùng cận vỏ con T, còn dùng này là dùng tủy, chức năng đại thực bào và tương bào. Đây là gì? Đây là tiểu tĩnh mạch sau mao mạch, được chưa các bạn? Rồi cái này nó nói gì vậy? Nó nói là mạch bạch huyết quản đến là mao mạch có van, được không à? Có van để làm gì? Có van để đi một chiều và không có dội ngược trở lại. Đi sao? Đi từ đây nè, xuống xoang dưới vỏ, xong rồi xuống gì? Xoang quanh nang, xuống xoang tủy, rồi đi ra bên ngoài. Đây là gì bạn? Đây là lách ha. Dọc bên ngoài là collagen ha. Đây là bè sơ, phải không? Bè sơ. Chỗ nào đậm màu là trắng ha, còn chỗ nào sáng màu là đỏ. Bài giảng đến đây là kết thúc. Xin mời Thảo Uyên đặt câu hỏi. Tôi xin phép trả lời 1 đến 2 câu hỏi. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Xin mời tất cả các bạn mình vào team. Sau đó các bạn mình vào on team. Sau đó thì các bạn mình kiếm vào cái team tên là tài liệu học tập. Sau đó thì các bạn mình đi vào cái gọi là E2, và tất cả các bạn mình tải hết tất cả các tài liệu trên đó. Bây giờ là đã đến giờ kết thúc. Tôi xin lỗi các bạn là tôi giảng bài hơi nhanh là bởi vì thời gian không cho phép nhiều. Thật là buồn khi mà phải nói lời chia tay với tất cả các bạn tại đây. Mới vừa gặp lại nhau thì bây giờ đã gửi lời chia tay đến tất cả các bạn. Nhưng mà thật vui vì chúng ta cũng đã có khoảng hơn 50 phút để đồng hành với nhau trong một cái bài mang tên là cơ quan tạo huyết và miễn dịch.
Hy vọng với cái phần mà tôi đã giảng dạy thì các bạn mình đã hiểu hơn về cái cấu tạo mô học của tủy xương, tuyến ức, hạch bạch huyết và lách. Còn nếu như tất cả các bạn mình có những cái câu hỏi nào thì các bạn mình một là có thể nhắn tin qua trang chat hoặc có thể là gửi email qua các địa chỉ email mà tôi đã cung cấp cho tất cả các bạn. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn mình ở lại cái đường link này để học tiếp các phần còn lại. Chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn một ngày gần đây. Xin chào và hẹn gặp lại.